Theo kế hoạch cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông, lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh sẽ tăng cường kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm luật giao thông đối với học sinh, phụ huynh, người giám hộ, người giao phương tiện cho học sinh điều khiển khi chưa đủ điều kiện. Kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm như không đội mũ bảo hiểm, điều khiển xe không có giấy phép lái xe, chở quá số người quy định, đi ngược chiều, điều khiển phương tiện dàn hàng 3, hàng 4, lạng lách, đánh võng và giao phương tiện cho người chưa đủ điều kiện. Việc kiểm tra xử lý vi phạm được thực hiện triệt để và duy trì thường xuyên, liên tục, tạo chuyển biến tích cực về nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông của phụ huynh và học sinh, bảo đảm giữ nghiêm kỷ cương của pháp luật và kéo giảm các vụ tai nạn giao thông xảy ra đối với các em học sinh.